Chào các em, đến với tiết học hôm nay ở tuần thứ ba, âm nhạc lớp 6. Theo phân phối chương trình mới, các em sẽ học theo chủ đề. Chủ đề đầu tiên các em sẽ học là chủ đề đi học, gồm có 3 tiết. Tiết học thứ nhất ở tuần 1, các em đã học phần nhạc lý, nhịp 3-4, cách đánh nhịp 3-4, âm nhạc hình thức, nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Hay yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu niên Nhi đồng. Ở tiết thứ hai ở tuần 2, các em học hát bài Ngày đầu tiên đi học. Hôm nay, tiết thứ ba của tuần 3, các em sẽ học có 2 nội dung: tập độc nhạc số 9, âm nhạc thưởng thức, sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn. Sau đây, các em sẽ nhìn lên những hình ảnh trên bức tranh để cho chúng ta biết được những ý nghĩa nói lên nội dung gì trong bức tranh. À đúng rồi, các em nhìn thấy những bức tranh là mẹ đưa các em nhỏ đi đến trường để học. Lần đầu tiên các em đến trường đến lớp trong cái sự rụt rè, bỡ ngỡ và khi hay thường hay khóc. Và các em được đến trường được các cô vỗ về an ủi. Thì đây cũng chính là những hình ảnh gợi cho ta những tình cảm băn khoăn xao xuyến về kỷ niệm không thể nào quên của thời thơ ấu. Đây cũng chính là nội dung bài hát Ngày đầu tiên đi học, các em vừa học xong ở tiết 2. Nội dung thứ nhất, tập độc nhạc số 9, Ngày đầu tiên đi học, trích nhạc Nguyễn Ngọc Thiện. Tìm hiểu bài tập độc nhạc, về nhà các em đã tìm hiểu cho cô bài tập độc nhạc hôm nay được biết cái nhịp mấy và có nhận xét gì về ô nhịp đầu tiên, rồi là về cao độ trong bài có những nốt nhạc nào, về trường độ trong bài có sử dụng những từng nốt nào, rồi trong bài có mấy câu và về ký hiệu có những ký hiệu âm nhạc nào. Bài hôm nay được viết nhịp 3-4, ô nhịp đầu thiếu hai phách thì còn gọi là ô nhịp lấy đà. Thì ô nhịp lấy đà là lý thuyết các em sẽ được học ở chương trình lớp 7. Về cao độ thì các em thấy có các nốt như là đồ, rê, mi, pha, son, la, đô. Còn về trường độ thì có các hình nốt trắng chấm voi ở cuối bài 3 phách, hình nó trắng 2 phách, hình nó đen chấm voi 1 phách rưỡi, hình nó đen 1 phách và hình nó mút đơn nửa phách. Còn về ký hiệu thì các em thấy có dấu luyến, dấu chấm voi. Và bài tập độc nhạc số 9 hôm nay được chia làm 4 câu. Câu thứ nhất, từ son đen cho đến là rê trắng. Câu 2, từ rê đen cho đến là son trắng. Câu 3, son đen cho đến là rê trắng. Câu số 4 là câu còn lại, từ nốt rê đen cho đến đồ trắng có dấu chấm voi. Tiếp theo, các em sẽ là niệm thang âm trong bài để các em sẽ tập được nhạc từng câu. Rồi sau đó tập đọc hoàn chỉnh, tập đọc nhạc, hát nốt và lời ca. Giờ các em sẽ luyện văn âm cô đơn 2 lần. Lần thứ nhất, các em sẽ lắng nghe. Lần thứ hai, các em sẽ hát hòa với cô đơn.
Tiếp theo, các em sẽ đọc đọc nhạc từng câu trong bài. Câu thứ nhất, cô đơn hai lần. Lần thứ nhất, các em sẽ hát nhẩm theo giai điệu. Lần thứ hai, các em sẽ hát hòa theo đàn. Đó là câu thứ nhất. Lần thứ hai, một, hai. Tiếp theo, cô đồng câu hai tương tự với câu một. Lần thứ nhất, em hát nhẩm theo như vậy. Em sẽ nói câu 1 và câu 2. 1, 2. Tiếp theo em sẽ đọc câu số 3. Xong phần thứ nhất tập nhạc số 9, ngày đầu tiên đi học trước nhạc Nguyễn Ngọc Thiện. Tiếp theo các em sẽ tìm hiểu nội dung thứ hai, âm nhạc hình thức, sơ lược về nhạc hát, nhạc đàn. Các em sẽ tìm hiểu ý thứ nhất nhạc hát, còn gọi là thanh nhạc. Nhạc hát là như thế nào? Là âm nhạc thể hiện bằng giọng hát con người. Các thể loại của nhạc hát thì gồm có đơn ca, song ca, góp ca, đồng ca và hợp xướng. Các em sẽ nhìn lên các bức tranh để hiểu được các thể loại của nhạc hát. Bức tranh thứ nhất là thể loại đơn ca. Đơn ca là hát một người, thì đơn ca có đơn ca nam và đơn ca nữ. Bức tranh thứ hai là thể loại hát song ca,
Song ca thì gồm có hai người hát, thì có song ca nam, song ca nữ, song ca nam nữ. Bức tranh thứ ba là tốt ca thì số lượng 3 đến 9 người. Vậy tốt ca cũng có tốt ca nam, tốt ca nữ hoặc tốt ca nam nữ. Bức tranh thứ tư là thể loại đồng ca là số lượng hát đông, vài chục người. Giống như trên lớp cô dạy các em, nhưng mà đồng ca là chúng ta hát chỉ có một giọng thôi. Bức tranh thứ năm là các em thấy đây là hợp xướng. Hợp xướng thì số lượng đông cũng như đồng ca, có thể là chục người, cả trăm người. Nhưng mà hợp xướng khác với đồng ca là các em hát có nguyên bè. Các em sẽ qua nội dung thứ hai của âm nhạc hình thức, đó là nhạc đàn. Nhạc đàn còn gọi là khí nhạc. Khí nhạc là âm nhạc thể hiện bằng nhạc cụ. Về các thể loại của nhạc đàn thì có độc tấu, hòa tấu. Các em nhìn các bức tranh, đây là thể loại độc tấu của khí nhạc. Đây là thể loại hòa tấu của khí nhạc. Thank you.
các em đã xem được hai video về cái thể loại nhạc đàn. Sau đây cô sẽ củng cố lại tiết học. Tiết học vừa rồi các em đã học phần thứ nhất là tập âm nhạc số chín. Nội dung thứ hai là các em học âm nhạc hình thức, sơ lược về nhạc hát, nhạc đàn. Sau đây cô sẽ cho các em một số câu hỏi, các em sẽ trả lời. Câu hỏi thứ nhất, em hãy nêu các thể loại nhạc hát. Đó là đơn ca, song ca, tớp ca, đồng ca, phù hợp xướng. Em hãy nêu các thể loại nhạc đàn là độc tấu, hòa tấu. Bây giờ các em sẽ chơi một trò chơi âm nhạc. Các em hãy sắp xếp các từ chú thích sao cho đúng với các bức tranh sau đây về thể loại nhạc khác. Rồi, sau đây các em sắp xếp lại các từ cho thích hợp nhé. Đúng rồi, bức tranh đầu tiên là tốp ca, bức tranh thứ hai là song ca, thứ ba là hợp xướng, thứ tư là đồng ca, rồi đơn ca. Cô hướng dẫn các em nhà tự học. Về nội dung thứ nhất, tập một nhạc số 9, các em về đọc chính xác tên nốt nhạc, đúng cao độ và trường độ và thuộc thời ca. Về âm nhạc thưởng thức thì các em thuộc cho cô cái khái niệm nhạc hát và nhạc đàn, và các em sẽ phân biệt được các thể loại nhạc hát và các thể loại nhạc đàn khi trình diễn. Và tiết học tuần sau các em sẽ học vào chủ đề tình bạn, cũng có 3 tiết. Và các em xem trước cho cô nội dung của tiết đầu tiên của chủ đề tình bạn, đó là học hát bài Khi nắng hạt mưa. Và các em về nhà tìm hiểu cho cô bài hát viết cái nhịp gì, rồi nhịp độ sắc thái của bài hát, trong bài có sử dụng những ký hiệu âm nhạc nào. Tiết học đã kết thúc. Cô chào các em và hẹn các em học lại chủ đề tình bạn ở trường học tiếp sau. Chúc các em học tốt.